Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đang có mặt tại cái đường Võ Thị Sáu các bạn. Góc đường Võ Thị Sáu ngay cái vòng xoay luôn các bạn. Đó. Ở bên kia là cái bên kia là đường 3 tháng 2. Đó, đường bên đây là đường Cách Mạng 8 nè. Ở đây người ta bán ve chai ngay chỗ ngã ba luôn các bạn. Đi xem một xíu ve chai các bạn. Đây. Máy này là cái máy máy quay nè, là máy quay lò quay các bạn. Này lò quay nè. Lò quay lò vi sóng các bạn. Không biết còn xài được không? Lò quay là vi sóng. Còn mấy này là cái gì không biết. Đây coi ông bán cái gì đây nè. Điện thoại ve chai các bạn. Điện thoại ve chai các bạn. Này sát sát điện thoại iPhone 4 mà iPhone 4 Trung Quốc nè. Sát Trung Quốc. Dạ. 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 Mấy Trung Quốc bán dễ xài dễ hư lắm. Rồi mobile, Mobita. Mấy này mấy cái lâu á cô. Cái này là mấy cái chép sao? Mình không có gành về mấy cái thiết bị lo đó các bạn ơi, mình không có gành về cái máy này nên không biết là cái gì. Nó có hiệu của nó nè. Nó có cái hiệu của bạn. Ở đây nó có ghi cái công suất của nó là 30W. 30W đến 60W các bạn. Máy này như mấy cái chép. Một cặp, có một cặp luôn. Dạ, hai cái này là một cặp nữa. Hai cái này là một cặp này 30 đến 60W nè. Đó, bán ngay chỗ vòng xoay các bạn ra mình mua nha. Đó. Này là một cặp nè. Dạ zin luôn á, này zin luôn, nhìn cái chất liệu đó nè. Này là gan hay sao á? Nhôm mấy gan anh? Nhôm hả? Dạ nhôm. Đúng rồi. Mới ra ten luôn nè. Đó. Đồng viên mà. Dạ. Cái này đem về xài ngon luôn các bạn. Đó. Cầm nặng chịch. Còn cái này là mấy đồ làm mát máy tính mà, làm mát máy tính. Ây da. Cục làm mát máy tính này cũng bằng nhôm luôn nè. Cái này kiểu giống như mấy cái tivi wifi. Cái này wifi cũng wifi. Modem wifi các bạn, cái này modem TP-Link nè. TP-Link. Bữa trước thấy ông kia chở mấy cái tủ. Đó. Linh. Có bán cả bình cũ nữa. Bình này bình bình Honda nè. Bình của Honda các bạn. Bình này bình của Honda luôn nè, chứ không phải là bình GS. Bình này bình chính hãng ha. Chữ Thái không các bạn, chữ Thái không à. Bình này chắc lấy ở trong xe Honda mà Thanh Thái nữa. Bình này em về sửa lại xài mình nghĩ là ngon hơn là mấy cái bình lô á. Đây nó ghi chữ Thái không à. Này adapter để sạc. Sạc cho cái này nè, sạc cho cái wifi nè, cái này có dây mạng nữa các bạn. Thôi cái này cái miếng lót phía sau cái máy tính nè.
này cái quạt tản nhiệt. Quạt tản nhiệt này về nhà chế máy tính xài ngon, chế máy tính cho nó mát. Một cặp quạt tản nhiệt luôn các bạn. Quạt này về chế cho máy tính của mình ngon. 12V nè, nó có dắt cắm sẵn luôn nè, nè nó có dắt cắm sẵn nè, gắn máy tính thôi. Nó dắt cắm sẵn luôn. Đây thoại bàn cổ nè. Cái này có, cái này nó xài anten các bạn ơi, cái này không dây. Cái này ăn xài anten hồi xưa Panasonic. Đây có anten nè. Mình để vô là nó sạc luôn các bạn. Nó có ba cái chân sạc ở dưới đây nè, để vô là nó tự động nó sạc luôn á. Máy này mấy cái men cũ nè. Men máy tính cũ này mình về mình tháo được cái nào mình tháo, lấy thế vô máy mình. Men này phải men máy tính này, men tivi. Men tivi các bạn. Nãy quên nhìn sơ. Đây. Nó có cái mấy cái dắt cắm nè. À, sạc của nó đó. Kẹt của máy tính này không? Có mấy thỏi bàn không? Nè. Miên bộ luôn các bạn, miên bộ máy tính của cái điện thoại nè. Đó. Panasonic luôn nè. Đó. Miên bộ của nó luôn nè. Máy dây dắt cắm. Ủa cái này nó có, nó cái gì là gì ta hay vậy? Nó có cái đổ cắm nè. Này là gì đó? À. Này nó âm thanh tiếng. Hay à. Nó lạ đó chưa biết. Âm tiếng. Cái này nó có cái miếng keo dưới ở dưới đất để dán nè, mình tháo mình dán vô. Cái này cái chui ba ly, cái rắc ba ly nó cắm vô đây, cái này nó cắm vô. À. Dạ. Giống như truyền âm thanh đó. Máy này là ổ cứng nè các bạn. Ổ cứng này, ổ cứng SATA HDD. HDD các bạn. Mày mua về lấy motor chế đồ cũng được. Cục nguồn nè, nguồn PC nè. Nguồn PC. Cái này là quay sành 3G á. Cục nguồn này nhìn thằng tốt các bạn. Dây nữa nè, dây nhợ còn đầy đủ nè các bạn. Dây nhợ còn đầy đủ luôn nha. Cái này mấy cái máy nhạc của xe không anh? Máy nhạc của xe nè các bạn. Xe ơi, máy nhạc á. Bữa giờ bạn nào hỏi mình mấy cái máy nhạc ở đâu bán nè, ở đây có nè, máy của xe nè, Kenwood nè. Đó. Cái máy máy hát đĩa, máy nhạc của Kenwood, hiệu xe của hiệu của xe luôn á, hiệu Kenwood luôn á nè. Có cũng Kia nữa nè các bạn, có Kia mô tô nè. Rất là nhiều cái loại máy. Bạn nào hôm bữa hỏi mình ở đâu có bán thì ở đây, ở đây có bán nè. Đó. Có bán hai cái cặp loa đẹp lắm. Còn này là cái gì đây? Cái này không biết cái gì. Cái này giống cái phao đó các bạn. Nó có cái phao nè, không biết là cái gì. Bạn nào coi rồi biết này là cái gì để lại comment phía dưới nha. Không biết là cái gì. Nó có cái kim nè, cái phao các bạn. Đây nè. Cái này là cái phao nổi nè. Đó. Nói chung là một cái thiết bị ở trong cái máy gì đó. Nó có cái phao nổi là nổi xuống.
đây đâu là chai không anh? Đi coi mua đồ. Mua được không? Cũng có bán nguyên cái gì quá trời. Dạ, mang gích đó, coi giấy tờ đàng hoàng, 4 triệu. Dự báo đủ luôn, má còn chưa bông má chưa mang gích đó. Kẹo. Ủa cái này là cái sửng mà cái mâm này, cái mâm bằng nhôm, bằng sắt. Còn này là cái thùng đồ nghề xưa nè, thùng đồ nghề của má thời chiến hay sao á. Thùng đồ nghề xưa các bạn. Đó. Không như thông đồ nghề xưa đó các bạn. Đó. Mà trời. Ủa này gì các bạn? Ủa này gì lạ à? Các bạn coi cái này là gì các bạn? Mình không biết này là gì luôn. Dạ. Cốc bách xa hả? À để vô vậy bắt đầu nó lắc lắc vậy không? Đúng rồi, ông anh không nói đồ bách xa các bạn. Này để vô bách xa lưng nè, chân nè, lắc vậy nè. Đó. Nó lắc các bạn. Nó có bốn cái cục gù ở dưới nè. Đồ bách xa. Để qua đây coi mấy thứ này kìa. Nay người ta bán ít các bạn ơi. Có bán đồng hồ quá trời luôn nè các bạn. Tôi xin quay mấy cái đồng hồ không anh? Cho xin coi mấy cái đồng hồ nha. Dạ, dạ. Đây có bán đồng hồ quá trời luôn nè các bạn ơi. Cái này lắc tay. Lắc tay các bạn. Lắc tay bạc. Cái này là cái quạt quạt mũi, còn cái này là cái kìm bóp, có cái kìm bóp nữa các bạn. Kìm bóp. Còn có bán chai nước suối luôn nè, ai muốn mua suối không? Water Pro luôn các bạn. Cái này là coi như chống nước luôn á, chống nước đẳng cấp luôn á. Đồng hồ ghét nha các bạn. Cái này hình như là nó có giải quen luôn nè. Đó, cái kim nó dạ quang ban đêm chúng ta nhìn thấy được đó. Đồng hồ quét đó. Mình coi sơ mình trả lại cho anh ta chứ mình không có dọc lâu rồi. Đây, có mấy mặt cũ các bạn. Omega cũ nè. Cái này mất dây rồi, cái này mình mua dây gì mình thế vô. Omega nữa nè các bạn. Cái này lâu quá nó bị gỉ sét rồi, còn cái máy ở trong thôi. Mua về lấy cái máy. Cái con này nó không có hiệu. Con này không biết hiệu gì. Cái này đồng hồ nữa nè, quá trời luôn nè. Đồng hồ quá trời luôn các bạn. Nó không điện tử. À, coi gì thôi. Ủa, chú này chú bán mấy cái bình cổ quá trời. Đâu. Mấy bình này bình cổ anh, hồi xưa hả? Đâu quay lên YouTube rồi tập lâm thôi. Ờ, mấy ông nội quay lên kêu ca sáu là lắng chiếm với hè tử. Đâu có đâu. Cái đó khác, cái này YouTube. Nói là trời niềm đam mê rồi nghe nữa. À. Đưa lên của ông nội đi, đưa lên kêu ca sáu chợ tự phát. Có cái bữa mà nó quay nó nói vui chơi. Đâu có nói quay lấn chiếm lòng này đường đâu. Chợ tự phát. Đâu có biết cái chợ này mấy năm mà tự phát. À. Vậy là mình không mấy chục năm ở đây rồi mà chợ tự phát mới quay mới biết hỏi quay lên thôi nhiều đầu chợ tự phát.
đưa lên nữa nè. Khỏi dâu mấy nó quay nó ăn lương biết rồi, ăn lương túi nó có rồi, nói cho nó dạ. Ăn hay chút dạ để mốt của kinh nghiệm á, nó tự mình nói tự phát thì không phải à, vì mốt mình về mình đổi tiêu đề lại ha, về đổi tiêu đề lại nói là chợ nghe vòng xoay được ha, tự ra cha vòng xoay được rồi. Dạ. Thì bữa mình đặt cái tiêu đề kia ông anh ông có nhắc mình các bạn, tại mình đặt tiêu đề đó anh mất công công an nó chú ý. Công an chú ý không? Mai ra ông ấy là không có gì. Dạ. Chân thang là nó biết quá ở đây rồi. Đúng rồi. Dạ. Cần chi? Đó ông anh nó nhắc. Nếu mình anh bữa sau mình rút kinh nghiệm các bạn. Thấy tao cũng mua. Bình này, bình cổ nè, mấy bình cổ. Có bán chén nữa. Có cái đó hết rồi. Chén hết rồi. Còn thùng bánh hả? Ừ, tôi hay lắm à. Để chạy qua bệnh coi nào, được rồi, dắt khổ quá coi. Chén đẹp quá. Cái gì nữa, đủ mấy tôi chạy cho chân gặp mày không vậy? Hết nhiều. Gì á, hình gà luôn, đẹp quá. Đúng không? Không, coi chơi à. Hết mấy chén này nhiều. Hết chén nào? Hai chén này đẹp. Đóng chén luôn. Chén không á hả? Đây bán rất là nhiều đồ các bạn, có cái quạt ủ nữa kìa. Nói chung hôm nay ra đây gặp ông anh không có nhắc mình. Mình về chắc mình sẽ đổi tiêu đề của video đó nha. Chợ ngay chỗ vòng xoay luôn các bạn, ngay vòng xoay Võ Thị Sáu nè. Hôm nay mình có dịp đi ngang đây mình quay chia sẻ với bạn đến đây thôi nha. Hôm nào có dịp mình sẽ ghé mình quay những món đồ hay hơn cho các bạn xem. Ông nào vừa mới chở xe lại nữa nè. Đây vừa mới chở một xe lại luôn nè các bạn. Này tay nắm cửa nè. Có bán loa nữa các bạn. Đĩa cũ, đĩa xưa. Cặp loa nè, loa tivi nha, loa tháo tivi nè, chắc là loa tháo tivi không biết phải không. Xe bán ve chai luôn, xe cái chiếc này bán ve chai cũng ngon lắm này bạn. Mới mua vô không anh, máy hút bụi có mày đủ bộ luôn hả? Đủ bộ luôn. Cái này nó chọt được nào ta, chọt này máy hút bụi các bạn đủ bộ luôn. Dây điện này, dây điện ở phía sau nè. Ồ hay dây điện này rút cái hút vô đó các bạn ơi, dây điện này nó rút vô thì rút ra được nè, gọn nhẹ. Có bánh xe để đẩy tới đi lui luôn. Rồi hôm nay mình làm video chia sẻ với bạn đến đây thôi nha. Hôm nào mình có dịp mình sẽ ra tiếp. Rút vô ngon lành, kéo ra rút vô rồi. Ngon lành. Ồ, gặp con chim dễ thương quá các bạn ơi. Chim đẹp quá. Không biết của ai để trên xe nè. Chắc của ông bán ve chai quá các bạn. Mình nói chuyện bắt đầu nó nghiêng qua nghe nè. Đẹp quá. Con này đâu phải con két đâu, nó giống con két thôi. Con này hôm bữa mình có gặp nó hôm bữa rồi. Tên con gì mình quên tiêu rồi. Cái tên nó đẹp lắm. Oh. Nó nghiêng đầu lại nhìn nó cười ha. Dễ thương quá. Biết nó ăn cái gì vậy ta? Hết đồ ăn rồi. Con này con gì chú? Chim gì vậy? Con vẹt. Vẹt. Đó nó kêu kìa. Piết piết. Piết piết. Đi rồi chở nó theo vậy đó hả? Ngày nào nó không theo vậy? Dạ, ồ, ngày nào ổng cũng theo, nó cũng theo ổng đi mọi người. Này là chú bán ve chai và con chim vẹt. Tôi đâu có bán mua bán gì đâu. Chú có bán hả? Mấy đồ này.
mua về chơi. À, mình lại mua chơi chứ không phải là ra bán hả? Dễ thương. Xe của chú có nhạc, có đồ đầy đủ luôn kìa. Này á lên, để lên xe ngày nào phải lao rồi.